Hướng dẫn cài đặt phần mềm Winza để hiển thị những file cài đặt, những cái phần mềm cài đặt mà các bạn tải xuống từ trên website về máy tính mà nó không hiển thị. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Winza để hiển thị những file cài đặt, những cái phần mềm cài đặt mà các bạn tải xuống từ trên website về máy tính mà nó không hiển thị. Ví dụ như đây thì mình đang có hai cái file, ba cái file mà nó không hiển thị được. Đây thì khi mà không có cái phần mềm hỗ trợ thì nó không thể mở được và mình sẽ không thể cài đặt được bạn nhé. Thì đa số những phần mềm mà các bạn tải ở trên website, những trên mạng về thì nó sẽ có đuôi là .winrar ở đây hoặc là .winzip bạn nhé. Đó, .jar hoặc .zip ở đây. Thì khi đó thì bạn cần phải tải xuống cái phần mềm thứ ba để nó hỗ trợ mình hiển thị tệp cũng như là hỗ trợ mình giải nén. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cài đặt được. Đó, thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải xuống cái phần mềm Winza để các bạn sẽ để hỗ trợ hiển thị những cái tệp, những cái file mà có đuôi chấm ra như này bạn nhé. Nếu như bạn đã biết cách làm rồi thì bạn hãy bỏ qua video này, còn nếu như bạn chưa biết cách làm thì bạn hãy xem hết video của mình để làm được nhé. Đó, thì đầu tiên thì bạn sẽ lên bạn sẽ mở cái trình duyệt ở trên máy tính của bạn. Ở đây thì mình sử dụng trình duyệt Google Chrome, mình sẽ mở Google Chrome này. Sau đó thì bạn sẽ vào trang là google.com. Tiếp theo thì bạn sẽ tìm đến cái là tải Winza đây. Đó, thì bạn sẽ nhấn xuống là tải Winza nhé. Ở đây thì có rất nhiều những trang web chia sẻ về Winza thì bạn hãy vào trang là download.com.vn này và sẽ nhấn vào. Rồi ở đây thì bạn sẽ lựa chọn những cái phiên bản mà bạn muốn tải xuống. Đây, Winza hỗ trợ nén và giải nén file hiệu quả với nhiều tính năng nén cao cấp này. Winza 7.0 hỗ trợ các định dạng nén phổ biến như .jar, .zip, .cat này. Đó, thì không những là để chỉ giải nén mà nó còn hỗ trợ mình nén file nhé. Ví dụ như bạn có nhiều file quá mà bạn muốn nén nó lại thành một cái file thôi mà cái dung lượng của nó nhỏ hơn thì bạn hãy dùng đến Winza để nó sẽ nén cái dữ liệu của bạn vào một cái file. Đó. Đây thì bạn sẽ tiến hành tải xuống này. Sau khi tải xuống ấy, thì các bạn sẽ chờ nó tải xuống nhé. Đó, với tùy theo cái phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng thì cái file tải xuống nó sẽ hiển thị khác nhau. Ví dụ như những phiên bản từ Windows 10, Windows 7 thì nó sẽ hiển thị ở góc bên trái này. Những cái nào tải xuống nó sẽ hiển thị góc bên trái, còn của mình thì nó sẽ hiển thị ở trên đây nhé. Đây, đây là cái những cái tệp mình đã tải xuống này, thì bạn sẽ nhấn nhấn vào đây, thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái tệp mà mình đã tải này. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào đây, rồi bạn sẽ mở trong thư mục nhé. Đây, hoặc là bạn sẽ click trực tiếp để mình khai thác luôn, à để mình cài đặt luôn. Hay là bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng cái tệp này đây, thì nó sẽ hiển thị trong thư mục. Thông thường thì nó sẽ hiển thị ra trong cái khu trong cái thư mục là download này bạn nhé. Đây, download này. Đó, thì bạn sẽ click lên thôi. Bạn click đúp chuột để nó cài đặt, nhấn yes để cài đặt bạn nhé. Đây, bạn nhấn install. Đó, ở đây là những cái tệp. Bạn có thể lựa chọn tất cả để nó sẽ hiển thị tất cả những cái tệp ở đây. Đó, sau đó thì bạn sẽ nhấn OK. Ở đây thì bạn sẽ nhấn vào đăng. Đó, bạn có thể nhận thấy là tất cả những cái file nào mà có đuôi chấm ra từ lúc trước thì đã hiển thị ở đây trên đây rồi nhé. Đó, thì để mà giải nén thì bạn sẽ nhấn chuột phải vào cái file mà bạn muốn giải nén này. Đây, ví dụ như cái file này bạn muốn giải nén thì bạn sẽ kéo xuống Winza ra, bạn sẽ chọn là extract file đây. Đó, thì cái sau đó thì bạn sẽ nhấn vào OK. Ở đây thì cái file này nó yêu cầu là phải có password thì mới giải nén được. Đó, thì sẽ có những cái file mà nó yêu cầu password, còn những file này không yêu cầu thì password này thì bạn khi mà bạn tải xuống thì bạn cũng sẽ lưu luôn cái password vào để bạn sẽ tiến hành tải xuống nhé. Bạn sẽ tiến hành nhập vào rồi tải xuống thôi, rất là đơn giản. Và ví dụ như mình giải nén cái Unicode này, bạn sẽ nhấn chuột phải này, sau đó thì bạn sẽ nhấn vào đây hoặc là bạn có thể click trực tiếp luôn luôn được nhé. Đây, còn nếu mà trước đó mà chưa tải cái Winza ấy thì là nó sẽ không hiển thị được ra cái, thì mình sẽ không mở lên được. Đó, thì ở đây thì bạn có thể click trực tiếp vào cái Unicode.exe để mình cài đặt cái Unicode này về đó, hoặc là bạn có thể giải nén ra cái thư mục này nhé. Đây, để giải nén thì bạn sẽ nhấn chuột phải này, sau đó thì bạn sẽ nhấn vào extract here. Đây, ở đây thì mình đã giải nén rồi. Sau khi giải nén thì là nó sẽ có một cái thư mục như này nhé. Đó, thì các bạn cũng có thể mở lên được. Đấy, đây là cái thư mục mở ở cái dạng thư mục, không phải là ở cái dạng file nén. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, thì nếu như bạn chưa biết cách làm thì bạn hãy làm theo video này của mình nhé. Thì video ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như bạn có góp ý hay thắc mắc thì bạn hãy để bên dưới phần bình luận của video. Bạn thấy video hữu ích cho mình một like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng biết tới, và đừng quên cho mình xin một nút đăng ký kênh.
để nhận những video mới nhất cũng như là ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.